Câu B bằng căn 6 cộng căn 2 nhân cho căn 3 trừ 2 nhân cho căn 3 cộng 2. Khi để giải quyết bài này, các bạn nhìn vào ngay chỗ này nè các bạn. Thì căn 6 có phải là căn 3 nhân 2 không ạ? Thì có phải bằng là căn 3 nhân căn 2 không ạ? Thì hai thằng này có chung gì ạ? À? Căn 2 đặt căn 2 ra làm nhân tử chung. Còn lại là căn 3 cộng 1. Sau đó các bạn kết hợp căn 2 với lại căn 3 cộng 2 sẽ bằng căn 3 cộng 1. Viết là cái này nè các bạn. Căn 3 trừ 2. Đây ra là căn 2 nhân căn 3 cộng 2. Rồi, tiếp tục các bạn phân phối vào. Phân phối cái căn này vào thì sẽ ra là gì ạ? À? Ra 2 căn 3 cộng 4 thì là viết là 4 cộng 2 căn 3. Sau đó các bạn tận dụng thằng này, các bạn dựa vào Casio để bấm. Bấm giống như phương trình bậc 2 thì xác định giúp là A là luôn luôn là số 1 nha các bạn. B chính là cái số này nè, trừ số đó. C chính là số này nè, bình phương chia 4. Thì mình sẽ ra nghiệm thứ nhất đó là căn 3. Nghiệm thứ hai, xin lỗi, nghiệm thứ nhất là 3 nha. Nghiệm thứ hai là 1. Đó. Vậy bằng căn 3 cộng 1 nhân cho căn 3 trừ 2 đóng ngoặc. Hôm nay sẽ ra nè. Ra hai nghiệm đúng không ạ? 3 và 1 thì 3 1 căn đây dấu gì ạ? À? Dấu cộng đây, cộng và bình phương. Thì bằng căn 3 cộng 1 nhân căn 3 trừ 2. Đây ra trị đổi của căn 3 cộng 1. Bởi vì căn 1 ra 1 nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Hôm nay ta thấy nó là số gì ạ? À? Số dương. Các bạn thử lấy máy tính bấm thì mình xác định nó là số dương. Vậy bỏ trị ra chứng nó. Và thằng này với thằng này kết hợp lại ra hằng đẳng thức. Đó là căn 3 cộng 1 tất cả bình nhân căn 3 trừ 2. Vậy áp dụng hằng đẳng thức đó là căn A bình cộng 2A nhân B cộng B bình căn 3 trừ 2. Sau đó các bạn tận dụng đây sẽ ra là 4 cộng 2 căn 3. Căn 3 trừ 2. Rồi, hai thằng này đặt số 2 ra làm nhân tử chung, còn lại 2 cộng căn 3 và căn 3 trừ 2. Phép cộng có tính chất giao hoán nên là đổi lại là căn 3 cộng 2 căn 3 trừ 2. Ở đây là hằng đẳng thức A cộng B nhân A trừ B ra A bình trừ B bình. Thì lấy máy tính bấm giúp lỡ nó sẽ ra bao nhiêu ạ? À? Ra là trừ 1. 2 nhân trừ 1 bằng trừ 2.